em ăn ngon miệng, em giỏi. Đây cô bé ơi, đây anh Thành mắt kể cho em. Giỏi, về từ từ còn sừng xe kìa. Đi từ từ thôi. Rồi, gái ơi lên đây nè con. Chúc ăn ngon miệng nha. Nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, xin chào. Dạ, cô chú, anh chị và các bạn ơi, ngày hôm nay thì ở đây mấy chị em tụi con đã bày ra những cái thức ăn rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn để mà chuẩn bị nấu một cái món do một vị mạnh thường quân, đó là anh Thành Mát. Trước đó thì khi mà mấy chị em tụi con làm để mà đem vào trong xóm Khmer bán, lúc đó thì được anh Nhật mua ủng hộ, rồi sau này anh Thành Mát thấy rất là thích thú luôn, cũng muốn phát tặng cái món ăn này cho các bà con tại xóm Khmer nhân ngày rằm tháng 8 đó cô chú, cũng là Tết Trung Thu luôn. Thì ngày hôm nay mấy chị em tụi con đã đi chợ để mà chuẩn bị những cái nguyên liệu mình sẽ làm cái món bánh tằm. Và đặc biệt hơn thì hôm trước anh thấy mấy chị em phát vừa bánh tằm mặn vừa bánh tằm chay, bà con thì ai cũng thích hết, mọi người có hai sự lựa chọn luôn, cho nên là ngày hôm nay thì anh Thành Mát lại tiếp tục đưa ra cho bà con xóm Khmer hai sự lựa chọn nữa nha. Đầu tiên là mình sẽ có bánh tằm cái phần thịt nè, với lại tép thì mình sẽ làm cái bánh tằm mặn nha cô chú. Dạ, và thêm nữa là cái phần sườn non bên đây thì con sẽ làm cái món là bánh tằm chay, cộng với đó là những cái bún tàu nè. Nước mắm thì mình cũng sẽ có hai loại là vừa chay vừa mặn. Dạ, rồi giá nè, đặc biệt món này không thể nào thiếu bánh tằm, hôm nay mấy chị em tụi con mua tặng 20 kg bánh tằm luôn. Rồi có thêm nữa là củ sắn, một ít rau ăn kèm và nước cốt dừa. Dạ, bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng bắt tay vào để mà mình làm cái món bánh tằm này nha. Bánh tằm mình sẽ chiên qua một lần, sau đó những xíu mình sẽ chìa lại. Cái phần bún tàu này mình trần sơ nước một cái cho nó dịu lại á. Được rồi đó chị ơi. Bên đây thì dùng cái nước xá xíu, mình muốn làm ít nước tương, hành tỏi trong này nữa. Mình sẽ ướp cái phần thịt này để chút xíu nữa mình sẽ đem gam lên nha. Bên kia thì mình sẽ ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho mạnh thường quân, đó là anh Thành Mát, trao tặng đến cho các bà con tại xóm Khmer 50 phần bánh tằm chay và 50 phần bánh tằm mặn, tổng cộng là 100 phần với tổng trị giá là 1 triệu đồng mà anh Thành Mát gửi tặng đến cho các bà con đó cô chú ơi. Dạ, thì ở đây mấy chị em tụi con đã chuẩn bị xong hết rồi, có những cái mâm bánh tằm rất là thơm ngon và hấp dẫn nè. Ngoài ra thì còn có thêm cái phần củ sắn, rau giá ăn kèm, đồ mặn thì mình sẽ có là thịt nè, cộng với đó là bì và cộng thêm nữa là có tép. Còn bên đây thì có thêm cái phần bún tàu cũng như là sườn non chay. Những cái phần nước cốt và nước mắm thì mấy chị em tụi con cũng đã chuẩn bị hết rồi đó cô chú ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Một cái tô bánh tằm nè, đây, ăn là sẽ no cái bụng luôn nha. Dạ, giờ là mình sẽ bắt đầu phát tặng cho mọi người. Đây, rồi đầu tiên đó là của em. Giỏi quá. Đây, hôm nay là anh Thành Mát sẽ tặng cho em nha. Đây, anh Thành Mát sẽ tặng cho em. Rồi, đợi chút xíu nha. Rồi, bây giờ là
Ở đây á là lên á là mình sẽ hỏi là ăn chay hay là ăn mặn để mà dễ phát á cô chú, thì ai ăn tương thì sẽ nói nha. Còn bây giờ mấy bé này thì đều thích cái phần thịt và tép hết luôn. Đây anh Thành Mát gửi tặng, cũng không quên cảm ơn anh Thành Mát rất là nhiều, kính chúc cho anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và hạnh phúc anh nha. Đây cái này phần của em, giỏi quá. Rồi đây anh Thành Mát gửi cho em một tô bánh tằm thơm ngon nha, giỏi lắm. Bị không? Không bị, không gao. Rồi đây cái phần này là của em, giỏi. Chai ha. Rồi chai thì đợi chút xíu. Đây chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi, chai thì có nước mắm chai. Ba cảm ơn, cảm ơn hết luôn. Đây, chai thì mình ăn bún tàu với lại thêm nữa là cái phần sườn non. Sao cô gung dữ vậy? Ừ, đau. Dạ, cảm ơn. Cầm cẩn thận nha cô. Chúc em ăn ngon miệng, giỏi. Đây, cô bé ơi. Đây, anh Thành Mát gửi cho em. Giỏi, về từ từ còn sườn xe kìa. Đi từ từ thôi. Rồi, gái ơi lên đây nè con. Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Chai hả? Đây lên đây con trai ơi. Con tương hả? Đây chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Con trai ha. Đây anh Thanh Mát gửi cho cô và bé mỗi người một phần. Chúc ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn. Dạ. Rồi cô bé ơi, của em đây. Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ anh Thanh Mát gửi cho cô. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Còn lúc tôi đi tôi sẽ tải về nó ăn. Chúc ăn ngon miệng nha cô Tám. Chúc ăn ngon miệng nha chú. Dạ. Này anh Thành Mát gửi cho em. Giỏi. Chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn cô. Dạ. Nè 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 lấy nè. Dạ ở đây nè cô, ở đây nè cô. Này chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Ở đây mỏi dài lắm, ai ăn tương hết. Này anh Thành Mát gửi cho cô. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Dạ. Này, anh Thành Mát gửi cho bà. Cảm ơn hết trơn nha. Dạ, thương ha. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Ăn chay hả? Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Này đây là phần của cô. Cảm ơn. Dạ. Rồi lên đây là con gái rồi. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Đây là bánh tằm của con. Rồi bánh tằm thịt tép. Đây, đây anh Thành Mát gửi cho con. Giỏi. Chúc em ăn ngon miệng cô nha. Giỏi quá. Đây cô bé ơi, chúc em ăn ngon miệng. Rồi tới cô. Dạ chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi bé trai ơi, đây anh Thành Mát gửi cho em. Giỏi quá. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha bé gái. Rồi bà ơi lên đây nè bà. Đây, chúc bà ăn ngon miệng. Dạ.
Dạ, anh thầm mát gửi cho bà. Dạ, cảm ơn bà. Rồi. Đây, chúc ăn ông Miễn nha. Giỏi. Đây, anh thầm mát gửi cho em. Cảm ơn. Giỏi quá. Dạ, chúc ăn ông Miễn nha chị. Này, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Bé ơi lên đây nè. Đây, đây là phòng của em. Giỏi lắm. Đây, chúc em ăn ngon miệng. Giỏi quá. Ai cũng thích ăn mặn hết. Rồi, đây, chúc ăn ngon miệng. Rồi, bé gái ơi, em lên đây nè. Này, em thầm mát gửi cho em. Giỏi. Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi lắm. Nè, cút Khoa nè Khoa. Giỏi. Dạ, anh thầm mát gửi tặng ăn ngon miệng chị. Rồi, xin mời em bước lên, chúc ăn ngon miệng nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng. Giỏi. Đây, bánh tầm của em nè. Chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Đây, đây là phòng bánh tầm của em. Giỏi lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Còn khoảng 11 phần nữa thôi cô chú ơi là đã hết phần mặn rồi. Giờ chỉ còn lại phần tương là còn đang ở đây á. Mấy cô chú ở phía sau thì cũng sẽ được thưởng thức nha. Ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi bé ơi của em nè. Đây anh thầm mắt để cho em. Giỏi quá. Đây chị chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Gì đâu tốt lúc rồi ạ. Đây đây. Đây chúc ăn ngon miệng. Cảm ơn. Giỏi. Dạ, anh thầm mắt gửi tặng. Dạ. Dạ nè. Chúc em ăn ngon miệng nha bé ơi. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Đây, anh thầm mắt gửi tặng cho em. Giỏi quá. 3 phần nữa thôi. Dạ, chú ơi, của chú ăn ăn ngon miệng nha chú. Đây, của em này, chúc ăn ngon miệng, giỏi. Rồi, bây giờ là mình chuyển qua phần chay nha mấy cô ơi. Mình bắt đầu gần hết phần mặn rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Chuyển mưa. Đây, anh thầm mát gửi tặng. Dạ. Đây, anh thầm mát gửi tặng cho chị nha chị. Dạ. Trường quá. Đây, chúc ăn ngon miệng nha chị. Rồi tới bà là hết mặn rồi đó. Bà là may mắn. Đây, chúc bà ngon miệng. Những người sau cũng may mắn không kém là sẽ có được những mấy cô ơi, bây giờ mình còn bánh tầm chay nha mấy cô. Dạ. Bệnh hả? Gung quá gung rồi.
Chúc ăn ngon miệng nha. Rồi đứng đó đi rồi cho trước cho về. Bệnh rồi đúng không? Chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi rồi. Rồi anh đưa tô dĩa cho ta. Rồi anh cầm được không? Nè cái này đúng không? Cái này của con nè. Anh cầm được không? Cho con đưa nó đi. Để không đậu. Bu đi. Khoan mẹ để tao lấy cả đi. Đi được không? Được, dạ được. Được rồi. Mà ngon miệng nha. Chúc ăn ngon miệng nha con. Rồi cô ơi. Dạ, anh Thầm Mát thì anh Thần. Dạ. Bộ ấm đi xe, bộ ấm cho giật nó té rồi. Còn hết rồi. Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Chúc ăn ngon miệng. Còn mấy cô ơi, chưa hết đâu. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha con. Đây, anh Thành Mát sẽ tặng. Dạ. Dạ rồi, bên chị. Này, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Đây, đây là phòng của em. Giỏi quá. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi xin mời người tiếp theo. Đây bé ơi. Đây anh Thành Mát gửi cho em. Giỏi. Ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Ôi, cái này đẹp quá. Rồi của con đúng không? Đây. Giỏi. Xe đó đi. Xe đó. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Rồi đi, đi đi. Còn mấy phần? 2 4 6 8 11 phần nữa. Chúc ăn ngon miệng nha cô. 11 phần nữa ngăn ơi. Chúc ăn ngon miệng cô. Anh Thành Mát để tặng. Chúc ăn ngon miệng nha chị gái. Mấy chị luôn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô đi. Dạ, ăn ngon miệng nha bé ơi. Cầm cẩn thận nha. Cái này còn dư cho người một xíu. Hey, chúc ăn ngon miệng nha chị. Bánh tầm chai. Rồi, cái tô này của ai đây? À, của con nè. Giỏi. Bóc thì bóc ranh. Đã cho người khác. Dạ, còn nhiều lắm cô. Sắp hết rồi. Còn 4 phần nữa thôi là hết rồi. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ, có rồi cô ơi. Chị ăn trước kìa. Đây, một cái dĩa khổng lồ. Chị ăn ngon miệng nha. Giỏi. Chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Giỏi. Đây, anh Thành Mắt sẽ tặng cho em. Giỏi quá. Mừng cô gái miền Tây vui vẻ. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn. Ơi té. Dạ ăn ngon miệng nha chú. Dạ. Rồi bây giờ thì mấy chị em đã hết tổng cộng là 100 phần bánh tầm, trong đó thì có 50 phần bánh tầm mặn và 50 phần bánh tầm chay rồi đó cô chú ơi. Dư được một bịch nước cốt. Giờ thì mình cái phần này là còn dư lại, mấy chị em cũng sẽ phát hết cho mọi người luôn. Chị ơi chị về chị để nước mắm nha chị, tại vì hết rồi chỉ còn nước cốt thôi, còn bịch cuối cùng luôn á. Rồi mấy cô có ai muốn ăn thêm nữa thì ra đi con
tặng thêm cho nha, chúc ăn ngon miệng. Dạ còn một phần nữa nè. Dạ lấy cái tô đi cô. Dạ ngày hôm nay ba chị em rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh Thầm Mát rất là nhiều đã yêu thương và dành tặng những cái món ăn thơm ngon đến các bà con tại xóm Khmer. Kính chúc cho anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha anh. Còn bây giờ thì chào anh, chào các bạn.